Vâng, xin chào anh chị và quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì miền Bắc sẽ tiếp tục là nhiều mây và rét cả ngày, còn miền Trung thì trời sẽ giảm mưa, với Tây Nguyên và Nam Bộ thì trời sẽ nắng ráo cả ngày. Tại thủ đô Hà Nội thì ngay lúc này quý vị có thể thấy là bầu trời vẫn đang khá là nhiều mây, nhiệt độ thì chỉ khoảng là 17 độ mà thôi, kèm theo những cơn gió Đông Bắc thổi đều đặn, nên là chúng ta đi xe máy thì vẫn cảm thấy khá là cóng tay đấy ạ. Và dự báo trong ngày hôm nay thì thời tiết ở thủ đô Hà Nội vẫn sẽ duy trì trạng thái là nhiều mây cả ngày và nhiệt độ sẽ không vượt quá 20 độ. Và đây cũng là mức nhiệt trong 2 ngày cuối tuần này. Chỉ riêng ngày Chủ nhật là trời có khoảng hửng nắng nên cảm giác đỡ cóng hơn. Và khi mọi người ra ngoài vui chơi vào cuối tuần thì cũng cảm thấy là thoải mái hơn. Và đúng dịp cuối tuần này thì ở Mê Linh, Hà Nội sẽ diễn ra lễ hội hoa năm 2022 với chủ đề Mê Linh rực rỡ sắc hoa. Đây là lần đầu tiên lễ hội hoa được tổ chức ở Mê Linh, Hà Nội. Và dưới tiết trời tạnh giáo thì quý vị có thể thỏa sức chụp ảnh cùng các con đường hoa và vườn hoa rực rỡ sắc màu như thế này. Và hy vọng đây sẽ là một điểm gợi ý thú vị dành cho quý vị và gia đình trong ngày cuối tuần này. Còn bây giờ sẽ là phần dự báo chi tiết cho một số tỉnh thành phố. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thị xã Sapa dự báo hôm nay vẫn có mưa bất chợt, trời rét buốt, nhiệt độ chỉ 9 độ. Thành phố Hạ Long sẽ nhiều mây cả ngày, trời rét, nhiệt độ cao nhất khoảng 20 độ. Thành phố Đà Nẵng hôm nay trời sẽ giảm mưa, chỉ còn mưa rào nhẹ ngắt quãng, nhiệt độ cao nhất dự báo là 26 độ. Thành phố Hội An hôm nay có lúc có mưa, đa phần là mưa rào lượng nhỏ, trời mát, 26 độ. Thành phố Đà Lạt sáng đến chiều trời nắng ráo, do địa hình cao nguyên nên nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 23 độ, thời tiết dễ chịu. Thành phố Hồ Chí Minh trời ít mưa, nắng mạnh vào buổi trưa, trời nóng với mức nhiệt cao nhất là 34 độ. Thành phố Cà Mau là một trong ít điểm ở Nam Bộ sẽ có mức nhiệt vừa phải, 31 độ, mưa chỉ thoáng qua về chiều tối.